Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hải Dương có 512 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Mô hình trồng khoai lấy bồng cho hiệu quả kinh tế cao của nông dân Nguyễn Văn Diên, xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Bắc Ninh tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Ninh Bình tăng cường quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư. Hà Nam xử phạt 7 cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Trung thu. Sau đây là nội dung chi tiết. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hải Dương có 521 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chiếm 56% tổng số trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Các trang trại ứng dụng công nghệ cao đều có quy mô lớn với hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, tự động hóa nhiều công đoạn như cho ăn, vệ sinh chuồng trại. Một số trang trại còn sử dụng phần mềm theo dõi dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đối với trang trại chăn nuôi lợn, quy mô vốn bình quân mỗi trang trại khoảng 2 tỷ đồng và diện tích 1,5 hectare trở lên. Tổng đàn duy trì thường xuyên đạt khoảng 1.000 con lợn nái ngoại. Hàng năm cung cấp cho các trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm từ 30.000 đến 50.000 con. Đối với trang trại chăn nuôi gia cầm thương phẩm theo hướng cung ứng trứng có quy mô nuôi bình quân từ 60.000 đến 160.000 con, tạo việc làm thường xuyên cho từ 4 đến 5 lao động, với mức thu nhập mỗi lao động hàng tháng từ 3 đến 5 triệu đồng. Thu nhập bình quân hàng năm của mỗi trang trại đạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, mặc dù đã tích cực ứng dụng công nghệ, nhưng số trang trại quan tâm tới sản xuất sạch còn ít. Đến nay mới có 25 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Từ đam mê đến phát triển theo hướng kinh tế, anh Nguyễn Văn Quyến, xã Sa Hòa, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình đã từng bước nhân rộng mô hình nuôi chó cảnh. Xuất phát từ niềm đam mê, anh Quyến bắt đầu nuôi chó cảnh, dòng chó Bully Exotic nhập trực tiếp từ Mỹ từ năm 2012. Trong quá trình nuôi, tìm hiểu về đặc tính của dòng chó này, anh càng yêu thích và quyết định nhân giống để phát triển theo hướng hàng hóa. Chính vì vậy, anh đã đầu tư cơ sở vật chất chuồng trại, khu vui chơi, học hỏi qua bạn bè, sách báo để tích lũy thêm kiến thức, kỹ thuật nuôi dòng chó này. Vệ sinh thì mình nên lúc nào cũng phải để cho chuồng sạch sẽ, thông thoáng. Phải chú trọng đầu tiên là cái nhiệt độ trong chuồng, để cho những con chó lúc nào nó cũng được ở cái nhiệt độ mát mẻ về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Anh Quyến cũng tham gia câu lạc bộ nuôi chó Bully để học hỏi kinh nghiệm cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ. Tôi thấy cái giống chó Bully này thì nó rất là thân thiện và nó lùn, cơ bắp, ngắn đòn. Người chơi thì rất là nhiều người thích, đam mê. Một năm, chó mẹ có thể sinh sản hai lứa, mỗi lứa từ 5 đến 9 con. Với giá thành khoảng 20 đến 30 triệu đồng một con. Năm 2017, anh thu lãi gần 200 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, khoai lấy bồng là một giống cây mới có xuất xứ từ Thái Lan và đang được nhân ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Tại tỉnh Thái Bình, giống cây này đã được một số người dân mạnh dạn trồng và bước đầu cho hiệu quả kinh tế, ghi nhận của phóng viên thời sự. Vốn có nghề mộc gia truyền với thu nhập cao, sau khi nhận thấy trong thôn có nhiều ruộng đất bỏ hoang do cây lúa kém hiệu quả, ông Nguyễn Văn Riên đã quyết định thuê ruộng và đầu tư mua giống trồng hai mẫu cây khoai lấy bồng. Ban đầu ông cũng gặp không ít khó khăn do phải cải tạo lại đất, nhưng nhờ cần cù chịu khó, sau một năm, hai mẫu ruộng trồng bồng khoai của ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khi bắt đầu làm ấy thì thấy rằng là cái lợi nhuận so với cây lúa nó rất là cao. Tức là từ 5 đến 10 lần cây lúa. Tức là một sào bây giờ bà con cây lúa thì chỉ được 2-3 tạ một vụ. Nhưng nếu 2-3 tạ bồng này đã gần bằng một tấn thóc của bà con. Cho nên chính vì thế nên tôi quyết tâm là tôi làm thí điểm hai mẫu mà cho đến bây giờ rất là thành công. Theo ông Riên, cây khoai lấy bồng cho thu hoạch quanh năm lại là loại rau sạch dễ trồng và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên được rất nhiều người ưa chuộng. Trung bình mỗi ngày, ruộng khoai của ông cho thu hoạch từ 30 đến 50 kg bồng khoai chưa qua sơ chế. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí, mang lại thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng. Không chỉ cho thu nhập cao, mô hình trồng khoai lấy bồng của ông Riên còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều bà con địa phương. Bồng khoai sau khi lấy ở ruộng về, được ông thuê người làm sạch và đóng gói hút chân không. Hiện nay, sản phẩm bồng khoai của ông Riên không chỉ tiêu thụ ở trong tỉnh mà còn xuất bán sang các địa phương khác
như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh. Tôi làm ở đây được 6 tháng rồi. Công việc ở đây thì cũng ổn định, nhưng mà mỗi tháng thì tôi thu nhập được 4 triệu. So với cấy lúa thì là tôi làm đây thì vẫn còn nhàn hơn là so với cấy lúa. Đến nay, ông Riên đã có thể tự sản xuất ra giống khoai và cung cấp giống cho bà con có nhu cầu trồng. Mạnh dạn nghĩ khác và làm khác đã giúp ông Nguyễn Văn Riên thành công, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn nhân rộng mô hình giúp nhiều người khác làm giàu. Trong 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018, phong trào dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế xã hội của huyện Tuy Tiên, tỉnh Hà Nam đã được tập trung đẩy mạnh. Nhiều mô hình dân vận khéo với cách làm hay hiệu quả đã được duy trì và nhân rộng. Tuy Tiên đã thực hiện được 39 mô hình thi đua dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế, tập trung chủ yếu vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới. Trong đó có 6 mô hình tích tụ tập trung ruộng đất, 6 cánh đồng mẫu quy mô tối thiểu 30 ha trên một mô hình, 5 mô hình sản xuất nông sản sạch liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đã hình thành vùng sản xuất rau an toàn, vùng chuyên canh trồng cam, ổi, bưởi tập trung với diện tích khoảng 80 ha tại xã Trác Văn, Chuyên Ngoại và Châu Giang, đem lại thu nhập trên 500 triệu đồng một ha một năm. Những mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực kinh tế gồm mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại thôn Dĩ Phố, xã Mộc Bắc, mô hình cải tạo vườn tạp đem lại hiệu quả kinh tế cao bền vững tại thôn Tường Thủy 2, xã Trác Văn với 25 hộ nông dân tham gia, mô hình cấy lúa bằng máy của xã Yên Bắc. Phong trào thi đua dân vận khéo của huyện Duy Tiên đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của toàn huyện xuống còn 2,86%. Hiện nay, mô hình thu mua chế biến gỗ của ông Hoàng Văn Cư, thôn Lam Mát, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, cho thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động có thu nhập ổn định. Trong lĩnh vực thu mua chế biến gỗ, ông Hoàng Văn Cư có 30 năm kinh nghiệm. Từ một người đi mua từng cây gỗ một, đến nay ông Cư làm chủ một cơ sở sản xuất chế biến gỗ có quy mô doanh thu lớn tại địa phương. Cơ sở của ông có đủ các loại gỗ như đinh, lim, xến táo, phục vụ theo nhu cầu của thị trường với đa dạng kích cỡ khác nhau, có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng một cây gỗ. Luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, từ nguồn gốc đến giá cả cạnh tranh, nên đây là địa chỉ cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ uy tín cho nhiều cơ sở sản xuất đồ gỗ tại nhiều tỉnh thành. Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, hiện cơ sở của ông Cư còn tạo việc làm cho khoảng 10 lao động với thu nhập 7 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau 8 năm nỗ lực thực hiện, đến nay huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện không ngừng được đổi mới. Xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Do đó, trong quá trình triển khai, huyện Quế Võ đã chọn những giải pháp mang lại hiệu quả cao và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, Quế Võ đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động nhiều nguồn lực trong nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, với tổng số vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên 2.017 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp trên 162 tỷ đồng, các doanh nghiệp trên 136 tỷ đồng. Từ nguồn lực trong nhân dân cộng với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, huyện đã phân bổ, quản lý sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, quá trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung ưu tiên công trình giao thông, công trình phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh thiết yếu như nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trường học, giao thông và trạm y tế. Theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020, Quế Võ hiện đã đạt 380 tiêu chí, tương đương bình quân 19 tiêu chí một xã. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Thời gian qua, các cấp hội nông dân Hà Nam đã tuyên truyền đến các cán bộ hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các công việc cụ thể. Điển hình là thực hiện kế hoạch, hành động với chủ đề. Cán bộ hội viên nông dân Hà Nam tiết kiệm tặng bò vàng sinh sản cho hội viên nông dân nghèo theo địa chỉ. Sau thời gian phát động, đến nay, các cấp hội đã vận động tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ số tiền là 1 tỷ 100 triệu đồng. Bằng nguồn vốn kinh phí trên, các cấp hội đã mua và trao 80 con bò cho 80 hộ hội viên nghèo trong tỉnh. Đối tượng được trao bò là các hộ gia đình khó khăn nhưng có đủ điều kiện chăn nuôi.
Các đối tượng nhận bò đều đã đảm bảo nơi chăn thả, nuôi dưỡng dưới sự giám sát của cán bộ hội nông dân, phối hợp với ngành nông nghiệp trong công tác tiêm phòng dịch bệnh. Thực hiện theo quy chế hoạt động của quỹ bò vàng sinh sản nên hầu hết số bò trao tặng cho các hội viên nông dân nghèo đều phát triển tốt, nhiều bò đã sinh sản ra bê con, tiếp tục được trao tặng cho các hộ hội viên khác. Đây là chương trình nhân văn, ý nghĩa, chiến lược lâu dài nhằm giúp các hội nông dân nghèo có tư liệu sản xuất, đồng thời sinh lời, đem lại nguồn thu, hướng đến thoát nghèo bền vững. Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Nam Định, huyện Xuân Trường phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2018. Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2018 tại huyện Xuân Trường đã thu hút sự tham gia của trên 1.000 người là cán bộ đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Tại ngày hội, ban tổ chức đã thu được 653 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao. Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2018 đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu nhân đạo, đáp ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu, điều trị người bệnh. Hội người cao tuổi tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với huyện Yên Khánh đi thăm hỏi và tặng quà cho cụ Tô Thị Đăng ở xã Khánh Thủy và cụ Phạm Thị Ngọ ở xã Khánh Trung. Các cụ năm nay đều đã hơn 100 tuổi. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh của các cụ. Sau khi nghe cấp ủy đảng, chính quyền và gia đình báo cáo về việc phụng dưỡng chăm sóc người cao tuổi, đoàn đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy các cụ khỏe mạnh và minh mẫn, được con cháu quan tâm, chăm sóc chu đáo. Đồng thời chúc các cụ sức khỏe trường thọ là chỗ dựa tinh thần, tiếp tục động viên con cháu tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất. Đoàn cũng mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần, nhất là đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, để các cụ có cuộc sống ổn định, sống vui, sống khỏe. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề hạn chế sử dụng và phát triển túi ni lông. Với hoạt động đổi chất thải lấy quà tặng thiết thực là một giọt đựng rác và túi thân thiện với môi trường, trong ngày phát động, chiến dịch đã thu hút khoảng 8.000 người đến tham gia, trong đó chất thải người dân mang đến đổi là chất thải phát sinh tại các hộ gia đình, có khả năng tái chế như vỏ lon, nhựa thải, giấy vụn, kim loại. Tổng số lượng rác thu gom được ước tính từ 8 đến 10 tấn rác. Số rác này sẽ được phân loại và vận chuyển đến các đơn vị xử lý rác thải để xử lý theo quy trình đảm bảo môi trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền cho người dân tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe con người, những hiểm họa gây ô nhiễm môi trường do túi ni lông, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, hành vi của người dân cùng chung sức bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu phát thải chất thải rắn, đặc biệt là việc giảm sử dụng và phát thải túi ni lông. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Với chủ đề quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững, chiến dịch năm nay nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại khu vực nông thôn, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng làng xã, đô thị xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao thiết bị vệ sinh môi trường cho đội vệ sinh môi trường xã Đồng Lĩnh, trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó, tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, hơn 100 tình nguyện viên đã tham gia trồng cây, thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Đồng Lĩnh. Thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, những năm qua, một số chi hội khuyến học trong các nhà trường đã triển khai hiệu quả mô hình đơn vị học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Ghi nhận tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tìm hiểu thực tế tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Cẩm Giàng, đơn vị giáo dục chất lượng cao của huyện. Thành lập từ năm 2000, hiện tại 100% cán bộ giáo viên đều là hội viên khuyến học. Để đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, nhà trường tuyên truyền để cán bộ giáo viên và học sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, tích cực tham mưu các cấp kêu gọi các tổ chức cá nhân chung tay ủng hộ quỹ khuyến học.
những học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được nhận học bổng do các doanh nhân trao tặng và được hỗ trợ bữa ăn trưa tại trường. Xác định khuyến học hiện tại là một nhiệm vụ để hỗ trợ cái công tác dạy học của nhà trường, nên nhà trường rất quan tâm đến công tác này. Nhà trường đã vận động các cái tổ chức cá nhân để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn và động viên các em học sinh giỏi. Trong những năm vừa qua, nhà trường đã huy động được từ các tổ chức cá nhân để xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của nhà trường hàng năm là khoảng 100 triệu đồng. Các chi hội khuyến học trong nhà trường đã và đang đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở mỗi nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí và xây dựng xã hội học tập. 43 thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật được đưa ra khỏi danh sách quản lý, 22 trường hợp tiến bộ rõ nét đã tham gia nhập ngũ và học nghề là những kết quả rõ nét của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sau một năm thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình hành động số 124 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư, chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật. Bằng nhiều giải pháp kết hợp với các mô hình giáo dục ở các xã, thị trấn, gặp gỡ gia đình và nhà trường, sau một năm đã có 43 thanh niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật được đưa ra khỏi danh sách quản lý, trong đó có 22 trường hợp tiến bộ rõ nét tham gia đi học nghề. Công an huyện cũng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, thực hiện thông chi số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phong trào tổ dân phố, thôn xóm an toàn. Trong các hoạt động của lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương vừa qua, đã diễn ra giải bơi thuyền trải toàn tỉnh năm 2018. Giải thu hút hơn 120 tay chèo nam nữ của 12 đội bơi thuyền trải đến từ các địa phương có phong trào mạnh là Gia Lộc, Bình Giang, thị xã Chí Linh và thành phố Hải Dương. Các đội tham gia tranh tài ở 3 nội dung dành cho nam nữ và nam nữ phối hợp theo thể thức đấu loại trực tiếp trên đường đua 700m, chọn 2 đội về đích nhanh nhất vào thi đấu chung kết. Giải đua thuyền trải bắt nguồn từ việc rèn luyện thủy quân của ông cha, tái hiện nghề thủy quân trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân Đại Việt thuở đánh giặc giữ nước, mà ông tổ của thủy quân là danh tướng Yết Kiêu nhà Trần. Thông qua giải này còn là dịp để rèn luyện sức khỏe, phòng chống lũ lụt thiên tai. Kết quả thi đấu ở nội dung dành cho thuyền nữ, nhất đội Gia Lộc, nhì thị xã Chí Linh, 3 đội Bình Giang. Nội dung thuyền nam, nhất đội Gia Lộc, nhì thị xã Chí Linh, 3 đội Bình Giang. Ở nội dung nam nữ phối hợp, nhất thị xã Chí Linh, nhì đội Gia Lộc, 3 đội thành phố Hải Dương. Thái Bình hiện có gần 7.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trong số đó mới có 30% có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh. Đây là thách thức không nhỏ đối với các cơ quan quản lý. Kiểm soát an toàn thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn là vấn đề không đơn giản bởi quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Sự phối hợp giữa các ngành phân công quản lý về an toàn thực phẩm chưa tốt. Trong đó, việc xử lý vi phạm chủ yếu thực hiện tại tuyến tỉnh và tuyến huyện, còn tuyến xã, phường, thị trấn chưa thực hiện áp dụng chế tài xử phạt, chỉ thực hiện nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở khắc phục lỗi vi phạm. Vì vậy, quản lý hoạt động của các điểm kinh doanh thực phẩm ở cấp cơ sở đang là bài toán nan giải đối với ngành chức năng. Từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 9 năm 2018, các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến tỉnh của Hà Nam đã tổ chức thanh tra kiểm tra tại 23 cơ sở thực phẩm, đã phát hiện và xử lý bằng hình thức phạt tiền đối với 7 cơ sở có hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là 23.750.000 đồng. 7 cơ sở có hành vi vi phạm bị phạt tiền là cửa hàng Phương Thảo, thôn Tân Lợi 1, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, cơ sở Nguyễn Thị Hiền, tổ 1, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh dẻo Trần Sinh Phương, xóm 9, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh dẻo Trần Văn Huấn, xóm 7, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, cơ sở sản xuất bánh trung thu Trần Văn Dũng, số nhà 32, tổ 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, cửa hàng Cham Cham Bakery and Coffee, đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm Nguyệt Kiên, phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên. Đây là các cơ sở qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện có hành vi vi phạm như không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuất của thực phẩm, sản xuất kinh doanh thực phẩm không có đủ thiết bị, biện pháp phòng chống côn trùng động vật gây hại theo quy định, sử dụng nơi bảo quản không đảm bảo vệ sinh, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ, sử dụng giấy khám sức khỏe đã quá thời hạn,
sản xuất kinh doanh hàng hóa thực phẩm có nhãn nhưng không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.